Đây là bài tập yoga vàng để trị liệu cho những ai đang bị thoát vị đĩa đệm, đang bị đau lưng mà vô cùng dễ dàng để thực hiện ngay tại nhà. Khi bài hiểu rằng cô chú anh chị và các bạn đôi khi chúng ta rất là bận rộn, chúng ta không thể đến được lớp học và các bài tập dài thì lại quá tốn nhiều thời gian. Vậy thì bạn đã tổng hợp ra 3 động tác trị liệu mà thường xuyên được sử dụng nhiều nhất trong các lớp học yoga trị liệu của mình, và đặc biệt các lớp học để dành cho những ai đang bị đau lưng, bị thoát vị đĩa đệm, và chúng ta thể thực hiện ngay bài tập này tranh thủ để cải thiện tình trạng sức khỏe, tình trạng thoát vị đĩa đệm của chúng ta, được không ạ? Và bài tập này sẽ tác động chính ở nguyên lý đầu tiên, đó là chúng ta sẽ kéo giãn cột sống ra để giải phóng sự căng thẳng cho đĩa đệm. Thứ hai, chúng ta sẽ kích hoạt nhóm cơ xung quanh vật đĩa đệm này, làm khỏe cái đốt sống lưng chúng ta. Và tất nhiên để mà cải thiện thì chúng ta cần phải có một lộ trình lâu dài, vì thoát vị đĩa đệm cũng là bệnh lý nặng. Nhưng mà quá trình tập luyện bài tập này cũng làm cho cô chú anh chị các bạn sẽ giảm đau đi rất là nhiều, vì cơ khỏe lên và kéo giãn, làm giải phóng đĩa đệm không bị áp lực. Và ngay bây giờ hãy cùng luyện tập cùng với Kiba nhé. Rồi, xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta hãy đứng lên. Chúng ta đấy hãy đứng lên. Trước tiên chúng ta sẽ khởi động nhẹ một chút đã, với khoảng cách hai bàn chân cách rộng bằng vai. Nào, chúng ta bắt đầu. Hít vào, hai tay đan lại trước mặt. Thở ra, vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít thở bằng mũi nhá. Hít vào, chùng tay lại. Động tác này cũng làm cột sống chúng ta thẳng lại. Thở ra, đẩy căng tay ra xa khỏi lưng, đẩy ngực về trước. Lặp lại. Hít vào, hai tay đan trước mặt. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, chùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra, để căng ngực về trước, để tay ra xa khỏi lưng. Hít vào, buông tay một lần nữa nào. Tay đan. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào, chùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Tay đan lại sau lưng. Thở đẩy căng ngực về trước. Rồi từ từ buông tay. Từ từ buông tay. Hít vào, đặt tay lên nhau. Đặt tay lên nhau. Vươn hai tay lên, đẩy ngực lên. Đưa bàn tay vào sau đầu. Nâng cằm lên. Đẩy căng ngực về trước. Ép sát khuỷu tay vào thân. Thở ra. Rất dễ chịu đúng không ạ? Lặp lại. Hít vào, đặt tay lên nhau. Vươn lên. Đẩy ngực lên, đưa bàn tay vào sau đầu. Ép sát khuỷu tay vào thân. Hạ xuống, thở một lần nữa. Hít vào, đặt tay lên nhau, vươn lên. Đẩy ngực lên, đưa bàn tay vào sau đầu. Ép sát khuỷu tay vào thân, thở ra. Rồi, động tác số 1 đầu tiên để hỗ trợ cho đĩa đệm chúng ta khỏe hơn, nó sẽ kéo giãn đĩa đệm chúng ta ra và kích hoạt nhóm cơ bụng khỏe hơn. Cách thực hiện như sau: hít vào, dồn toàn bộ trọng lượng lên chân phải, kiễng chân trái, vươn căng tay phải, siết cứng cơ bụng của mình lại, nén thở, và sau đó chúng ta nghiêng sang, tùy theo sức của mỗi người chúng ta nghiêng nhiều hoặc ít, mục đích làm săn chắc cơ bụng và kéo giãn cột sống. Giữ vài giây, nâng lên, rồi hạ tay xuống, thở ra. Chúng ta sẽ thực hiện 6 vòng cho mỗi bên động tác này nhé. Rồi, chuẩn bị. Chân phải làm trụ nào. Hít vào, tay phải vươn lên. Vươn cao lên giống như ta đang với cái gì đó ấy. Căng chân trái ra. Nén thở, ngừng thở, siết cơ bụng lại. Siết cơ bụng lại. Rồi nghiêng bên trái. Gồng bụng, gồng bụng, gồng bụng. Nâng lên. Hạ xuống, thở. Đổi bên nào. Hít vào, chân tay trái vươn lên. Kiễng chân phải lên nào. Siết cơ bụng lại, siết cơ bụng lại. Nén thở, nghiêng bên phải. Chúng ta phải siết cơ bụng nhá, thì nó mới khỏe phần lưng được. Nâng lên, hạ tay xuống, thở ra. Đổi bên. Hít vào, tay phải vươn lên. Siết cơ bụng, nén thở, nghiêng bên trái. Siết mạnh cơ bụng. Nâng lên, hạ tay xuống, thở ra. Đổi bên. Hít vào, tay trái vươn lên. Siết cơ bụng, nén thở, nghiêng bên phải. Nâng lên, hạ tay xuống, thở. Quan trọng chúng ta phải siết được cơ bụng đấy nhá. Còn khi vươn tay nó sẽ kéo giãn cột sống rồi. Rồi từ bên, hít vào, tay phải vươn. Nào, siết cơ bụng, nén thở, nghiêng bên trái. Siết mạnh cơ bụng. Nâng lên, hạ xuống, thở, cứ bình tĩnh nữa. Hít vào, tay trái vươn lên, vươn cao lên, vươn cao lên.
siết cái bụng lại, nghiêng bên phải, nâng lên, hạ tay xuống. 3 vòng nữa. Hít vào tay phải vươn lên, là siết cái bụng, nén thở, nghiêng bên trái, siết bụng, tay vươn căng, nâng lên, hạ xuống, thở ra. Phải siết bụng thì nó mới hỗ trợ đĩa đệm được, để di chuyển nó linh hoạt hơn. Hít vào tay trái vươn lên, tập nhiều chúng ta sẽ kích hoạt được cơ bụng nó khỏe hơn. Nào siết cơ bụng, nghiêng bên phải, nâng lên, hạ xuống, thở, hít thở bằng mũi nhá. 2 vòng nữa nào. Hít vào tay phải vươn, nào siết cứng cơ bụng, nén thở nghiêng trái, nâng lên, hạ tay xuống, thở từ bên nào. Hít vào tay trái vươn, nào siết cơ bụng, nén thở nghiêng bên phải, nâng lên, hạ tay xuống, thở ra. Rồi một vòng nữa. Hít vào tay phải vươn, nào siết cơ bụng, nén thở nghiêng bên trái, nâng lên, hạ tay xuống, thở ra. Nốt bên nào. Hít vào tay trái vươn lên, tay trái vươn, hạ xích cơ bụng, nén thở nghiêng bên phải, nâng lên, hạ xuống, thở. Rất là tuyệt vời. Chúng ta hít thở sâu vài hơi. Khi chúng ta vừa nghiêng vừa siết cơ bụng, vừa kéo giãn sẽ làm khỏe cuộc sống chúng ta rất là nhanh. Và bây giờ động tác thứ hai, chúng ta hãy ngồi xuống nhá. Chúng ta hãy ngồi xuống. Ngồi xuống. Chúng ta duỗi duỗi thẳng hai chân của mình ra. Duỗi thẳng hai chân. Tư thế số 2, cách thực hiện như sau: duỗi thẳng hai chân. Sau đó chúng ta co chân phải lại, vươn thật thẳng cột sống lưng, nào duỗi dài cột sống lưng. Hít vào đầy hơi, chúng ta thở ra, vươn tay về phía trước, nhưng chúng ta duỗi thẳng cột sống lưng ra chứ không cuộn cong. Chúng ta giữ lưng thẳng, sau đó gập xuống. Khi nào cảm thấy căng căng ở chân thì chúng ta giữ vài giây, sau đó buông ra. Động tác này sẽ kéo giãn, tăng sự linh hoạt cho phần chân, đồng thời giải phóng phần lưng. Nhưng nhớ, lưng phải thẳng thì mới tăng hiệu quả được. Chúng ta sẽ thực hiện 6 lần cho mỗi bên nhé. Rồi chuẩn bị. Chân trái duỗi thẳng, chân phải co, chỉnh lưng thẳng nào. Hít vào, nào nâng cao cổ lên, thở ra, chúng ta vươn tay về trước. Rồi từ từ thu tay lại. Lặp lại nào. Hít vào, nâng cao cổ lên, thở ra, vươn về trước. Rồi thu tay lại. Thật chậm nữa. Hít vào, cao cổ lên, đẩy ngực lên, đẩy ngực lên, thở ra. Rồi thu tay lại. Chúng ta sẽ thấy rằng cái trán chúng ta mỗi lần vươn ấy, ở người chúng ta giãn ra, cái trán nó sẽ hướng gần vào phần chân trái nhiều hơn. Nào chuẩn bị, hít vào, nào thẳng thắt lưng, thẳng thắt lưng, không phải cuộn cong lưng này đâu, thẳng thắt lưng ra, thở ra, gập xuống, hướng trán về phía ngón chân. Rồi từ từ nâng lên, hai vòng nữa nhá. Hít vào, nâng cao cổ lên, thở ra. Rồi từ từ nâng lên lần cuối. Hít vào, nâng cao cổ lên nào, thở ra. Rồi từ từ buông tay. Tại sao chúng ta tập thì thấy đau chân nhưng lại hỗ trợ được phần lưng chúng ta? Vì cơ gân kheo dưới chân mà càng mềm dẻo, nó làm cho khung chậu chúng ta chuyển động một cách dễ dàng hơn và làm cho lưng cũng được giải phóng theo. Một cái kiểm tra sức khỏe thì các bạn, cô chú, anh chị có thể đo là cái trán của mình ấy, một người bình thường ấy, là trán phải cách ngón chân tầm một gang tay rưỡi như thế này này. Còn nếu chúng ta cách xa cả mét thì nghĩa chúng ta phải tập luyện nhiều hơn nhá. Từ đầu chân, chân trái co, chân phải duỗi. Chỉnh lưng nào, chỉnh thắt lưng, thẳng lưng lên. Nào, nghiêng nghiêng mông và nhấc cao cổ lên, nhấc cao cổ lên. Bắt đầu nào, bắt đầu. Hít vào đầy hơi bằng mũi. Thở gập về trước. Đừng gập mạnh quá nhá, chân vẫn giữ thẳng. Ai dẻo hơn thì gập nhiều hơn. Từ từ nâng lên,
Mắt chúng ta nhìn vào ngón chân đi ạ. Lặp lại, hít vào đẩy ngược lên. Thở ra, vươn về trước. Nâng lên. Lặp lại, hít vào đẩy ngược lên. Thở ra, gập xuống. Từ từ nâng lên 3 vòng nữa. Thở hít vào chỉnh lại cột sống thẳng đã. Thở ra gập về trước. Từ từ nâng lên. Thở 2 vòng nữa nhá, 2 vòng nữa nhá. Hít vào đẩy ngược lên. Thở ra hướng trán về ngón chân. Từ từ nâng lên lần cuối. Hít vào, duỗi dài cột sống nào. Nâng cao cổ lên. Thở hướng trán về phía ngón chân. Rồi từ từ buông tay. Chúng ta co hai chân lại, chúng ta rung đùi một chút nào. Rung đùi một chút. Với những ai bị thoát vị đĩa đệm ấy, thường là cái cơ chân này cũng rất là cứng. Chúng ta đi lại rất là khó khăn đúng không ạ? Rồi động tác này chúng ta sẽ nằm xuống nhá, nằm xuống và nằm ngửa. Động tác số 3 sẽ vừa làm săn chắc cơ bụng vừa kéo giãn các đĩa đệm cột sống chúng ta ra. Cách thực hiện như sau, đó là chụm sát hai chân, hít vào, hai tay chúng ta đan lại này. Nén thở gồng cơ bụng, vươn lật ngửa lòng bàn tay phía sau, đạp căng, sau đó siết cứng cơ bụng của mình lại, nhấc tay và đầu vai lên. Đó, người chúng ta rung rung lên này. Sau đó hạ xuống thở ra. Thì thu tay lại, chúng ta sẽ thực hiện 6 lần nhá. Động tác này là vừa kéo giãn cột sống, vừa kích hoạt cơ bụng, rất là tốt cho những người bị thoát vị đĩa đệm. Chuẩn bị, chụm sát chân. Hít vào, hai tay đan. Vươn tay về sau. Đạp căng chân, nén thở, gồng cơ bụng. Nhấc đầu và vai lên. Siết mạnh cơ bụng lại. Hạ xuống, thở ra. Thu tay lại, hít thở vài hơi. Lặp lại. Chụm sát chân. Hít vào tay đan. Vươn căng tay về sau. Đạp căng gót chân. Nghiễn cơ bụng nào. Siết cứng cơ bụng. Nâng đầu và vai lên. Hạ xuống thở ra. Rồi thu tay lại. Nó làm khỏe lưng rất là tốt đấy. Lần thứ 3 nào. Hít vào tay đan. Vươn tay về sau, đạp căng tay vào chân, nín thở, gồng bụng, nhấc vai lên. Hạ xuống, thở ra. Thu tay lại 3 vòng nữa. Tiếp tục nào. Hít vào tay đan. Nén thở, vươn tay, đạp căng gót chân, gồng cơ bụng lại, nhấc vai lên. Hạ xuống, thở ra, thu tay lại 2 vòng nữa. Bắt đầu. Hít vào tay đan. Đạp căng gót chân, vươn căng tay về sau để kéo giãn cột sống nào. Gồng bụng lại đã. Rồi mới nhấc vai lên. Hạ xuống, thở. Thu tay lại 1 vòng cuối. Bắt đầu nào. Hít vào hai tay đan. Đạp căng gót chân, vươn căng tay về sau. Gồng bụng, nhấc vai lên. Hạ xuống thở ra. Thu tay lại, co hai chân lại, hai tay đan ôm lấy đầu gối. Giữ nguyên ở đây, chúng ta hít thở đều bằng mũi. Chúng ta thả lỏng bàn chân. Thả lỏng vùng lưng. Có thể hơi đung đưa nhẹ chân sang hai bên cho nó dễ chịu hơn. Đung đưa nhẹ sang hai bên. Rồi từ từ nằm nghiêng sang bên phải. Sau đó chúng ta ngồi dậy. Vừa khoanh hai chân,
hít vào, hai tay lại đan trước mặt. Hở vươn lật ngửa bàn tay. Hít vào trùng tay, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng tay ra xa khỏi lưng. Hít vào tay ra ngang. Vươn tay phải lên. Hở nghiêng sang bên trái. Hít vào nâng lên tay trái vươn. Hở nghiêng bên phải. Nâng lên. Hạ tay xuống. Và vừa rồi là những động tác để giúp cô chú anh chị của chúng ta cải thiện tình trạng về thoát vị đĩa đệm. Cô chú nhớ lưu lại để thực hiện thường xuyên hàng ngày để tăng hiệu quả tốt nhất nhé. Và như thông lệ thì để tăng hiệu quả luyện tập thì sau buổi tập ngày hôm nay, cô chú anh chị các bạn hãy comment ở dưới video để truyền cảm hứng cho Kim Ba chứ đúng không? Và để Kim Ba biết rằng mọi người có luyện tập này và bài tập này đã có hữu ích cho mọi người. Vậy thì hãy comment thành phố mình đang sinh sống này, ngày mình luyện tập là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu và cảm nhận cô chú anh chị như thế nào sau mỗi vòng luyện tập, thấy cái tình trạng đĩa đệm mình đã cải thiện ra làm sao, bụng mình săn chắc ra làm sao, mình giảm đau ra làm sao, thì hãy comment ở bên dưới để Kim Ba biết để có thể tiếp tục xây dựng thật nhiều các bài tập nó tốt hơn. Và cũng có một cái nhớ này, cô chú hãy kiểm tra xem là duỗi thẳng hai chân rồi hít một hơi thật sâu, thở ra chúng ta vươn và xem là trán chúng ta cách ngón chân bao nhiêu nhá, để mà cải thiện phần đĩa đệm tốt, tăng sự linh hoạt cho phần chân và lưng. Thì trong tư thế này thì trán chúng ta phải cách ngón chân tầm một gang tay rưỡi nhá. Cô chú nào mà cách cả mét thì phải tập luyện thật đều vào. Và đừng quên rằng ở dưới phần mô tả dưới video thì có vô vàn các bài tập khác nhau, Kim Ba đã để đường link ở bên dưới. Còn cô chú anh chị mà muốn luyện tập cùng với Kim Ba thông qua các lớp học yoga có huấn luyện viên hướng dẫn thì có thể kết nối cùng với Kim Ba. Và Kim Ba cũng có một cái bộ giáo trình dành cho người bị cổ vai gáy, dành cho những người bị đau lưng. Cô chú anh chị các bạn muốn đăng ký tập qua video có thể truy cập website, đó là www.giaoanyoga.com, có thể đăng ký bộ video đấy để tập luyện thường xuyên hàng ngày để cải thiện tổng thể toàn bộ phần lưng, phần cổ vai gáy chúng ta là một cách hiệu quả hơn. Và hy vọng với bài tập vừa rồi sẽ giúp ích cho cô chú anh chị có cải thiện tốt hơn trong cái tình trạng sức khỏe của mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chia sẻ tiếp theo. Xin chào ạ.